Mến chào cô chú và anh chị, hôm nay Tâm lại review và giới thiệu cho gia đình mình một cái căn nhà vườn đất nông nghiệp nha cô chú anh chị, với tổng diện tích là 313 m², với chiều dài là 20 và chiều ngang là 15 cô chú anh chị ha. Quá là tuyệt vời luôn. Căn nhà của mình là hướng nam và chủ đang kẹt tiền đất đây, đất nông nghiệp cô chú anh chị ha. Và đường đây thì Tâm cũng chia sẻ luôn, đường 2m xe ba gác vào bên trong nhà thôi. Như thế thì mới có được là giá rẻ nha cô chú anh chị nha. Ở khu vực đây thì cũng rất là thoáng mát ha. Dân cư cũng có người về ở rồi á cô chú anh chị nha. Và căn nhà của mình thuộc là xã Long An huyện Cần Giuộc nha cô chú anh chị nha. Quá tuyệt vời luôn, và với một cái căn nhà góc luôn, quá là đẹp luôn ha. Và ở đây thì mình có thể là cho thuê phim trường hoặc là lâu lâu về nghỉ dưỡng cũng rất là ok. Và lúc trước thì 1.2 tỷ, bây giờ giảm còn có 1 tỷ thôi, còn thương lượng bất lọc nha cô chú anh chị nha. Với ngang là 15 và sâu vô là 20 nha cô chú anh chị. Đường trước nhà đây 2m. Nếu cô chú anh chị mình không có xe hơi thì mình có thể mua căn nhà này quá ok, hợp lý nha. Ở ngoài thì có bờ tường đầy đủ hết luôn cô chú anh chị, và có được là cửa lùa luôn, cửa lùa cửa sắt luôn cô chú anh chị ha. Quá tuyệt vời luôn. Và với một cái căn nhà quá trời phòng luôn, và có được là có căn nhà cấp 4 do đất nông nghiệp nên là chỉ xây được gỗ thôi ha cô chú anh chị ha. Và ở đây thì mình có đến 5-6 phòng luôn, quá là rộng luôn. Và với ở khu vực đây thì trên trục đường quốc lộ 50 vào bên trong nhà thì mất khoảng là 3 cây số, hơi vắng một xíu cô chú anh chị, và ít dân cư và vô hơi sâu ha. Rồi ngay đây thì mình có được là khoảng sân trước nó rất là rộng và to luôn, được ốp lát lá nè, đó đầy đủ hết luôn. Ở đây thì mình có một cái phòng là để hội họp gia đình ha, đó có phòng kín luôn, quá ok hợp lý rồi. Và ngay khu vực đây thì mình có được là gỗ nè, đó gỗ về mình có thể là sửa chữa cải tạo lại luôn cô chú anh chị ha. Mình có được một cái chòi, đó được ốp những cái gạch ngói dãy cá ha cô chú anh chị ha. Rồi ngay đây thì có bầu mướp bí, quá là dễ thương luôn cô chú anh chị, cực kỳ là dễ thương. Nhà mình thì không có mảng sân vườn nhiều, mình chỉ có căn nhà cấp 4 mái ngói và có được là gỗ thôi ha. Đây thì phòng là phòng nhỏ xíu nè, có một cái phòng nhỏ xíu đây cô chú anh chị ơi, quá là dễ thương luôn. Có một cái phòng nhỏ xíu nè ha. Rồi ngay đây thì được ốp lát gạch hết đầy đủ luôn. Rồi tiếp đến mình có thêm một cái phòng nữa cô chú anh chị, phòng cũng nhỏ đó, phòng ở đây thì khoảng tầm đâu đó là 5m thôi hả. Rồi trong đây thì có thêm một cái phòng nhỏ nhỏ xinh xinh nữa hả, khoảng là 4m cô chú anh chị nha. Đó thì cái này là mình có thể cho thuê để những cặp tình nhân đến chơi vui vẻ ha, hoặc là mình cũng có thể là để cho những phim trường để quay phim thôi hả. Thì còn nghỉ ngơi ở đây thì cũng hơi xa chợ, Tâm cũng chia sẻ rõ luôn. Và ngay đây thì có thêm một cái phòng nữa, nó hơi bố trí nó cũng hơi ngộ ngộ ha cô chú anh chị. Thì ở đây thì chỉ là đến nghỉ dưỡng thôi, vui chơi thôi cô chú anh chị ha. Điện đây thì bị cắt rồi nên là có thui. Rồi ra đây cô chú anh chị ơi, mình ra đây thì mình có một cái khoảng không ở bên trong đó, rộng rãi ha, có máy toàn sáng nè đó. Rồi ngay khu vực đây thì không gian của bếp đây cô chú anh chị, không gian bếp thì có hệ thống tủ bếp ở bên dưới nha, về mình cải tạo lại mình mới làm mới ở được cô chú anh chị ha. Và ở đây thì mình có thể là chiên xào nấu nướng, và rất là phù hợp cho những cô sư cô nè hoặc là sư thầy mình muốn xa thành phố, mình muốn có được một cái nơi yên tĩnh để mình tu học hoặc là mình có thể là niệm Phật, thì ở đây cũng rất là ok, cách xa những cái nhà dân ha. Và ở đây thì có được là một cái căn nhà rất là dễ thương, có 1 tỷ cô chú anh chị ha. Và mình sẽ xin cái giấy xác nhận nông nghiệp, tại vì đây là đất nông nghiệp nên là cô chú anh chị nào mà thành phố muốn đứng tên thì có được một cái giấy xác nhận nông nghiệp nha. Rồi ngay đây thì được ốp lát bằng gạch nha cô chú anh chị nha. Thì ở đây thì chủ giới thiệu và muốn bán nhanh cái căn nhà này nên là để giá hữu nghị cho cô chú anh chị luôn. Rồi ngay đây thì có một cái nhà vệ sinh và một cái phòng, hai nhà vệ sinh luôn cô chú anh chị đó, hai nhà vệ sinh luôn, để khi mà mình có bị kẹt nhà vệ sinh thì mình có thêm một cái phòng kế bên. Thì với một cái căn nhà gỗ ba gian có rất là nhiều phòng ngủ nhưng mà phòng nó nho nhỏ, thì với mức giá rất là hợp lý là 1 tỷ còn thương lượng bất lọc thôi cô chú anh chị ơi. Và với đất nông nghiệp với diện tích
tổng luôn là 313 m², trong đó thì có ngang là 15 và sâu vô là 20, với một cái căn nhà có đường trước nhà đây là 2 m, và ở khu vực đa dân cư thì cũng vừa phải ha cô chú anh chị nha, không quá đông mà cũng không quá vắng, và ở đây thì xung quanh đang canh tác lúa và đây thì đất nông nghiệp, nên cô chú anh chị mình muốn mua để mà về ở lâu lâu về chơi cũng được, hoặc là cô chú anh chị mình có được là sở hữu một cái tài sản bất động sản để mà cho thuê làm phim trường cũng được ha, cũng là lạ, cũng vui vui, cũng hợp lý ha cô chú anh chị. Làm gỗ hết nè, máy ngói nè, cũng mát mẻ luôn, và có 5 phòng ngủ, phòng khoảng 4-5 m thôi cô chú anh chị ha. Đó, và mình cũng có thể là khai thác cải tạo là cho thuê, hoặc là mình có thể khai thác cải tạo để mà cho những cặp tình nhân đến uống nước vui vẻ ha cô chú anh chị. Và khu vực đây thì vườn thì mình không có, mình chỉ có một cái mảnh đất nhỏ để mình trồng những bầu mướp bí ở đây ha, và với một cái căn nhà dễ thương ở thuộc xã Long An, huyện Cần Giuộc, trên trục đường quốc lộ 50 và khoảng 3 cây số, cô chú anh chị mình có được một cái căn nhà rất là dễ thương, nhà gỗ ba gian, và ở đây thì nói chung là được cao ráo thoáng mát, không bị ngập nước, và đường đây thì không vào được xe ô tô ha cô chú anh chị, vào xe ba gác thôi. Và ở đây thì căn nhà của mình á, nếu mà đi chợ thì khoảng tầm đâu đó là 10 phút ha cô chú anh chị ha. Và ở đây thì với một cái thiết kế nhà ba gian, nhà gỗ, có được là gạch ngói cô chú anh chị ha, đất nông nghiệp, nên là nếu mà muốn sở hữu người thành phố thì phải làm giấy xác nhận nông nghiệp nha. Nếu cô chú anh chị nào thích căn nhà này thì cứ gọi tâm qua số điện thoại bên dưới video, hoặc giới thiệu cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp, những ai có nhu cầu mua nhà, đổi nhà và muốn đầu tư xây dựng nhà mới, alo Tâm nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc gia đình mình có thật nhiều sức khỏe và tìm được những căn nhà ưng ý nhất, phù hợp nhất trên kênh của Tâm. Và điều đặc biệt nữa, bên Tâm là giá thật, vị trí thật và nhà thật luôn, để đưa đến cho cô chú anh chị với mức giá rẻ nhất trên thị trường. Cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.